Xin thân ái kính chào quý vị đang xem tử vi trọn đời tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng nam mạng giáp thân cung khôn trực định mạng tuyền trung thủy khắc thiên thượng quả con nhà hắc đế phú quý xương con khỉ tướng tinh con heo ông quan đế độ mạng tổng quan tử vi nam mạng tuổi giáp thân tử vi thấy rằng giáp thân nam mạng có nhiều mơ ước cao xa cuộc sống phải trải qua nhiều sóng gió ở tiền giận đến năm 27 tuổi mới thấy được hướng đi về địa vị cho mình. Cuộc đời sẽ được như ý vào năm 34 tuổi. Sự nghiệp cũng được thuận lợi từ trung dẫn trở đi. Những người này có số hưởng thọ từ 77 tuổi đến 82 tuổi. Nếu ăn ở, hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ sẽ gia tăng. Về tình duyên, chuyện nhân duyên của giáp thân năm mạng được chia ra thành 3 trường hợp những người sinh vào các tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ trải qua ba lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Còn những ai sinh vào các tháng giêng 2, 3, 4, 5, 9 và tháng 10 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ trải qua hai lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Giáp thân nam mạng sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý trung nhân duy nhất của mình gia đạo và sự nghiệp công danh phải trải qua nhiều thăng trầm mới được thành công từ 30 tuổi trở đi công danh mới có chiều hướng lên đi lên gia đạo đôi lúc xảy ra nhiều mâu thuẫn bất hòa phải ngoài 27 tuổi mới được yên vui hạnh phúc sự nghiệp trọn vẹn vào năm 34 tuổi cũng từ đây tài lộc mới dồi dào cuộc sống mới được sung túc đầy đủ tuổi hợp làm ăn nam mạng giáp thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như giáp thân bính tuất đinh sủ để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ thuận bờm xuôi gió thu về nhiều lợi nhuận lựa chọn vợ chồng muốn cho vợ chồng trong, sống trong hạnh phúc viên mãn vinh qua phú quý công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạng con cháu đề huề. Không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì thì nam mạng giáp thân nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình về cả đường tình duyên lẫn đường tài lộc như tuổi nhâm tuất, ất sửu, mậu thìn và kỷ mùi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi tân dậu hay đinh mão thì vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không thể vươn tới được sự cao sang sung túc còn nếu nam mạng giáp thân nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi giáp tỵ kỷ tỵ mậu ngọ và đinh tỵ thì cuộc sống sẽ gặp đôi chút khó khăn nguyên nhân là gì những tuổi này không hợp với bạn về cả tình duyên và tài lộc vào các năm không tốt cho chuyện lương duyên năm 18 tuổi 20 26 30 32 38 và 42 tuổi bạn không nên thành lập gia thất Nam mạng giáp thân sinh vào các tháng giêng 3, 4 và tháng 12 âm lịch thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trắc trở trong chuyện hôn nhân tuổi đại kỵ giáp thân nam mạng không nên kết hôn hay cộng tác công việc làm ăn với những tuổi xung khắc như canh thân quý hợi nhâm thân ất hợi mậu dần và giáp ngọ nếu kết hợp nếu kết hợp với những tuổi này thì rất có thể sẽ gặp nhiều bất lợi rủi ro gặp tuổi đại kỵ thì mọi chuyện phải hết sức thận trọng và giản dị nếu trót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, giáp thân nam mạng, có đại hạn vào năm 27, 31, 35 và 44 tuổi. Vào những năm này, bạn phải hết sức thận trọng trong mọi việc đề phòng những chuyện bất lợi rủi ro, đau ốm, bệnh tật hay tai ách. Bất ngờ xảy đến, công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông suôn sẻ. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều bất hòa, mâu thuẫn. Những dự định lớn, những ý tưởng mới, bạn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ thu về kết quả như mong muốn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành, đi xa hay cần thực hiện những việc lớn quan trọng thì năm mạng giáp thân nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẳng và tháng chẳng. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi gặp nhiều may mắn, mang về nhiều thành quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn tiến từng năm, từ năm 23 tuổi đến năm 27 tuổi. Năm 23 tuổi có nhiều biến động lớn trong cuộc đời, từ tháng 6 trở đi cần chú ý kẹo đau ốm bệnh hoạn hay mất của tháng 4 và tháng 6 năm 24 tuổi có lọc về đường tài giận những tháng còn lại đều bình ổn năm 25 tuổi thuận lợi cho công việc năm 26 tuổi khá tốt chỉ hơi xấu vào tháng 9 âm lịch năm 27 tuổi thành công trong mọi lĩnh vực nếu biết nắm bắt cơ hội thời cơ sử dụng hết những gì mình có sẽ thu lại được thành quả ngoài sự mong đợi từ năm 28 tuổi đến năm 35 tuổi. Chuyện tình cảm và tài vận có chút may mắn vào tháng 4 và tháng tháng 8 và tháng 11 âm lịch năm 28 tuổi, còn các tháng còn lại ở mức trung bình. Năm 29 tuổi gia đạo có nhiều chuyện vui, tài vận thì điều hòa nhưng công việc không được tốt lắm. Năm 30 tuổi có lộc về tiền tài vào tháng 6 âm lịch. Cần tránh đi xuất hành đi xa vào tháng 7. Cẩn thận kẻo đau ốm bệnh tật vào tháng 10 Khó tránh được mất của vào tháng 11 và tháng 12 âm lịch Gia đình có chuyện phiền muộn vào năm 31 tuổi Hai năm 32 tuổi và năm 33 tuổi bình ổn Sang năm 34 và 35 tuổi mọi chuyện đều phát đạt Từ tình cảm đến công việc và tài vận từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa hay đầu tư thực hiện những dự định lớn vừa không đem lại kết quả lại hao công tốn của rước dạ vào thân đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch năm 36 tuổi năm 37 tuổi gia đạo xích mít bất hòa nếu không thu vén ổn thỏa thì gia đình sẽ ly tán năm 38 tuổi được bình yên sang năm 39 và 40 tuổi có nhiều triển vọng cho sự nghiệp nhưng phải chú ý vào tháng 3 âm lịch không được xuất hành đi xa hay vào buổi chiều kẻo tai họa bất ngờ ập tới từ năm 41 đến năm 45 tuổi, giận mai song hành với bạn trong năm 41 tuổi. Từ công việc đến tài vận và chuyện tình cảm năm 42 tuổi, thiên về tình cảm gia đình, tài giận ở mức bình thường. Sang năm 43 và 44 tuổi, cuộc đời có nhiều bước tiến nhưng vẫn phải thận trọng vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Đến năm 44 tuổi, tài giận ở mức tạm ổn, có hạn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm 45 tuổi. Những tháng còn lại được thảnh thơi không quá bận tâm về mọi chuyện. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi cần cân nhắc và xem xét thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Cũng cần tránh xuất hành đi xa hay đi du lịch nước ngoài kẻo tai dạ hợp tới, không ngờ nhất là vào tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Năm 47 tuổi, tiền tài suy giảm vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp và tài vận được nhiều thuận lợi vào năm 48 tuổi, sang năm 49 và 50 tuổi mọi chuyện đều bình ổn, không có bất cứ biến cố nào xảy đến. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi bạn có hạn vào tháng 3, tháng 5, tháng 7 và tháng tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Năm 51 tuổi nên hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc. Năm 52 tuổi mọi chuyện khởi sắc hơn dành được nhiều thắng lợi về công danh sự nghiệp, tài vận cũng như chuyện tình cảm nhất là vào những tháng cuối năm năm 53 tuổi sang năm 54 và 55 tuổi có nhiều niềm vui đến từ gia đình, có địa vị nhất định trong xã hội. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này mọi chuyện đều ở mức trung bình từ tài vận đến sự nghiệp và cuộc sống, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân, con cái được thành đạt hiển dinh cần chú ý giữ gìn sức khỏe làm nhiều việc thiện tích nhiều phúc đức cho con cái sau này xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại